Tôi thường mặc áo dài vào những dịp quan trọng như ngày lễ gia đình, ngày sinh nhật hay Noel. Nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi thường thấy mẹ tôi, các dì tôi hay bạn bè tôi mặc áo dài trong những dịp lễ Tết. Với tôi, nó mang đến không khí vui vẻ, không khí lễ Tết. Và nhất là tôi thấy sự thanh lịch. Cô đi làm, cô đi học. Hồi nhỏ thì đi học, lớn lên đi làm, cô cũng thích mặc áo dài lắm. Chú mê cô là tại vì hôm đó là cô mặc áo dài, nó nhờ cái áo dài mới lấy được chồng Pháp. Mỗi người một lý do khi mặc áo dài, nhưng tất cả đều cho biết áo dài hiện diện tại hầu hết những cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ. Tại buổi tọa đàm về áo dài Việt Nam vừa diễn ra ở Kevignac do Hiệp hội ASPAP, Hiệp hội Việt Nam Creta Nhật Suýt và Appel Lorient tổ chức, các diễn giả Việt Nam và Pháp đã chia sẻ những góc nhìn khác nhau về áo dài. Bà Dominique Pennot, một nghệ sĩ kiêm nhà văn người Pháp gốc Việt, kể rằng chiếc áo dài như một nhận dạng riêng gắn kết bà với nguồn gốc, với cội rễ của mình. Với người làm giáo viên như cô Cúc, áo dài cũng giúp cô dễ dàng gắn kết với học sinh hơn. Còn cậu bé 12 tuổi Kevin Nguyễn này lại cảm thấy tự hào về cách các bạn của mình đi từ ngạc nhiên tới yêu mến bộ trang phục dân tộc Việt Nam. Mang đến những câu chuyện chạm tới trái tim, ban tổ chức sự kiện mong muốn qua đó đưa hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam đến gần hơn với nhiều bạn bè Pháp và quốc tế. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn giới thiệu tới khán giả Pháp cũng như bạn bè quốc tế về một hình ảnh áo dài của Việt Nam sâu sắc hơn, ấn tượng hơn so với những gì mà họ được nghe kể trước đây. Và tôi cũng rất là vui mừng, cũng cảm thấy tự hào bởi vì sau khi sự kiện diễn ra, rất nhiều khán giả Pháp đã nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy rất là yêu mến văn hóa Việt Nam. Tại sự kiện này, các diễn giả cũng giúp người Pháp khám phá áo dài Việt Nam bằng workshop vẽ áo dài bằng màu nước. Em Alice Kegnen, 9 tuổi, người Pháp gốc Việt, tự vẽ áo dài tặng cô giáo của mình khi tham gia hoạt động. Tham gia rất nhiều các hoạt động, cháu có thể khám phá thêm về chiếc áo dài, trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Cháu cũng có thể làm chiếc nón như mọi người nhìn thấy đây. Tôi nghĩ sự kiện ngày hôm nay rất có ý nghĩa, với những câu chuyện rất xúc động. Mỗi người đều có những câu chuyện xuất phát từ trái tim. Tôi cũng vậy, cá nhân tôi cũng có thể khám phá thêm về chiếc áo dài mà mình đang mặc. Điều này rất hay, rất có ý nghĩa. Nhân dịp này, khán giả Pháp cũng dõi theo các câu chuyện được đăng tải trên triển lãm trực tuyến Áo dài kể chuyện. Những người Pháp tham dự sự kiện cũng được tặng một chiếc áo dài Việt Nam làm kỷ niệm. Đổi lại, họ cũng quyên góp một khoản tùy tâm để giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn, tật nguyền tại Việt Nam. Đúng như lời bài hát Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Tử Huy, đẹp biết bao, quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu. Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Thank you.